Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ba ơi, nhìn kìa, chú bướm đẹp quá. Con đừng đi chơi xa quá nhé. Vâng ạ. Này bạn bướm, đừng bay đi mà. Mimi, con đâu rồi? Ba ơi, con ở đây. Mimi. Mimi, con hãy bám vào đây. Con không với tới. Quái xe cứu hỏa, hãy cứu chúng tôi với. Tôi là xe quái xe cứu hỏa đây. Đi nào, giúp đỡ mọi người. Nhanh thật nhanh, tôi đang trên đường đi tới. Hãy bình tĩnh nào, tôi sẽ giải cứu ngay. Mimi! Cứu con với! Nào Mimi chưa có sợ, thật bình tĩnh nghe chú tới rồi. Thang để cứu bé, từ từ thang lên bé, hãy yên tâm chú ở đây sẽ không sao đâu. Quái xế cứu hỏa, giải cứu ngay nào. Cháu sợ lắm. Aha. Mimi bình tĩnh nhé, có cách rồi đây. Có đêm an toàn chớ có sợ. Bước vào đây, thang này rất chắc. Bám chặt nhé, sẽ ổn thôi mà. Mimi, con rất dũng cảm. Ôi không, túi của con. Đừng lo, để chú giúp nhá. Tôi là xe quái xe cứu hỏa đây. Đi nào, giúp đỡ mọi người. Không ngại chi khó khăn hay hiểm nguy. Tôi mạnh mẽ và sẽ giúp bạn an toàn. Cảm ơn chú quái xe cứu hỏa. Không có gì, giữ an toàn cho mọi người là nhiệm vụ của chú mà. Không. Ôi không. Chúng ta phải làm sao đây, chiếc cầu bị sập rồi. Xe cầu quá xế, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Được thôi, chúng tôi sẽ có mặt ngay. Ta hãy đi qua cầu gỗ nhé. Để ta lên cầu trước nghe. Ôi rất không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Ta hãy đi qua cầu gạch nhé. Nào ta hãy cùng nhau đi. Ôi rất không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Giờ chắc khỏe. Chiếc cầu thép là chiếc cầu khỏe nhất đấy. Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Yeah. Xin chào, tôi là cảnh sát Timmy. Chúng ta hãy cùng bảo vệ những viên kẹo này.
Mình là cảnh sát đi hòn bảo vệ nhân viên kẹo. Ô, hả? Một viên mất đâu rồi? Tìm xem kẹo ở đâu, là ai đã lấy kẹo? La 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 la. Giờ mình biết ai rồi. Kìa kìa, ba ơi. Sao thế cảnh sát đi hòn? Ba có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn mà. Cho con xem tay. Hả hả hả. Hả. Mình là cảnh sát đi hòn bảo vệ nhân viên kẹo. Ồ. Hả. Một viên mất đâu rồi? Tìm xem kẹo ở đâu, là ai đã lấy kẹo? La 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 la. Giờ mình biết ai rồi. Kìa kìa, ba ơi. Sao thế cảnh sát đi hòn? Ba có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Cho con xem tay. Hả hả hả. Mình là cảnh sát đi hòn bảo vệ nhân viên kẹo. Một viên mất đâu rồi? Tìm xem kẹo ở đâu, là ai đã lấy kẹo? La 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 la. Giờ mình biết ai rồi. Kìa kìa, ba ơi. Sao thế cảnh sát đi hòn? Ba có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Hãy há miệng. Hả hả hả. Kiki, chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Ôi trời ơi, chúng ta đã bị kẹt ở trong bùn. Kìa chúng tôi. Chúng ta cần phải cứu họ. Đội quái xế cứu hộ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Đội quái xế cứu hộ đi thôi. Xe xe tải cứu hộ cùng thùng xe to lớn. Quái xe cứu hỏa tôi đây rồi, cùng vòi phun nước lớn đi thôi. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quái xe cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Cứu hộ này tôi rất khỏe, mình rất thích giúp đỡ. Quay xe cứu thương mình đến giúp bạn, bạn đừng lo lắng, đi thôi. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, quay xe thật nhau là tôi đây. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Đi thôi. Quái xế cứu hộ. Xin chào. Lại có tiếng còi báo động kìa. Đội quái xế cứu hộ đi thôi. Wow. Hôm nay trông mẹ thật là xinh. Các
con ở nhà ngoan nhé. Mẹ sẽ về sớm. Vâng ạ. Chúng mình hãy trang điểm cho ba đi. Hả? Xinh đẹp, xinh đẹp. Yeah.
Alo, vâng, đúng rồi ạ. Không chạm vào dao, đừng nghịch dao, đừng nghịch nhé, ôi dao đó không an toàn đâu, đừng nghịch dao. Hơi bé ngoan, chớ có vui chơi trong bếp này, nghịch dao sẽ rất không an toàn, và hãy nhớ không nghịch ở đây, đừng nghịch nhé. Timmy, con không nên chơi ở trong bếp, bởi vì ở đây rất nguy hiểm. Nào con yêu, hãy luôn luôn cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Và hãy nhớ, chơi trong bếp không an toàn đâu, không an toàn. Hỡi con yêu, hãy tránh xa những đồ nguy hiểm, và con nhớ luôn nghe lời mẹ, ở trong bếp không nghịch ngợm nha, cẩn thận nha. Timmy, chúng ta hãy ra phòng khách chơi thôi. Vâng ạ. Các bé hãy nhớ, đừng vui chơi ở trong bếp nhé. Tạm biệt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, sao thế con yêu? Không, không. Mẹ ơi, bây giờ con không phải con yêu. Bây giờ con là bác sĩ. Để con kiểm tra cho mẹ nhé. Được thôi, bác sĩ Mimi. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám nhất chi luôn. Muốn biết con sốt cao hay không, đo nhiệt độ. Ừ, mẹ bị sốt rồi. Đây là miếng dán hạ sốt. Mẹ của con ơi. Bác sĩ đây ư? Mẹ thế ôm sao? Vâng, tôi đang mệt. Bác sĩ khám ngay. Nhất chi luôn. Hay ha miệng. Chi luôn. Bác sĩ khám cho tim đây. Hả? 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 Hãy uống viên thuốc cầu vồng này, rồi mẹ sẽ ổn thôi. Kìa kìa ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm sao? Không con yêu à. Rất khó tin. Ba hơi mệt. Muốn biết con sốt cao hay không? Ốm rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba thế ôm ư? Không còn yêu à. Rất khó tin. Ba ốm rồi. Hãy ha miệng. À à à. Ba cần phải uống thuốc. Được rồi. Này này, ba ơi. Sao thế con? Ba nghe rồi. Bác sĩ giúp ngay đây. Nhất chi ngay. Bác sĩ Mi Mi thương ba nhiều.